Vâng, hello, chào thầy anh chị em và con cấp buổi sáng nha. Em Thành Bỉnh Trang đây chào anh bà con nha. Lời nói đầu tiên em Thành kính chúc toàn thể anh chị em bà con an lành, nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Làm ăn phát tài phát lộc thì chưa hôm nay em sẽ lên sóng cho anh em mẫu xe Kia Cóp Cerato hai cửa, một chiếc xe còn cực kỳ chất lượng và sang trọng luôn chị nha. Máy gầm số cực kỳ êm, sơn si đẹp, mâm rất là đẹp luôn nè, mâm phay luôn nè. Hai cửa thể thao, xe giờ thòn, phân khúc hạng C, đầm em chắc anh chị D hay C ta, chắc C quá. Tại vì xe ô tô là hạng C mà xe ô tô cốp chắc cũng là C luôn. Form dáng quá đẹp luôn chị nha. Bốn bô luôn nè. Đó, cảm biến dè đầy đủ nè. Gầm dè má dè đẹp, mâm phay, cửa sổ trời, nóc xe rất là tuyệt vời luôn. Đó, anh em thấy không? Quá đỉnh luôn anh chị. Keo chỉ nè. Đó. Quá ư là ok luôn nè anh chị. Đó. Vô lăng nè, vô lăng ba chấu đặc trưng nè, được trang bị túi khí nè, phanh là phanh ABS nè, cửa sổ trời nè, ghế da zin theo xe nè. Đó, củ số là củ số cái D này rất là đẹp nè anh chị ha. Số có số D, số 7, D, D1, D trừ, D cộng á. Đó. Xe thì chạy máy có 105.000 thôi anh chị nha. Anh em mua về là sẵn đi. Nói chung chiếc xe này mua về đi liền, không có tốn 1.000 nữa, anh đã bảo dưỡng làm hết rồi anh chị nha. Về sơn si, về gầm máy đó là chuẩn là 5 chỗ ngồi thể thao. Hai cửa nhìn rất là sang trọng và bánh 47 anh chị ha. Và giá tiền rất là rẻ, cửa là cửa không xương luôn anh chị, nhìn rất là sang trọng nha. Rồi bây giờ em sẽ vô xe em nè, để nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Cái máy nổ là siêu em luôn nha anh chị nha. Hiện tại xe là không có một lỗi nhỏ luôn và vô lăng còn rất là đẹp và mới nha. Điều hòa auto luôn anh chị ha. Anh chị mua đi đi liền thôi, điều hòa mát lạnh luôn. Đó, củ số còn thể hiện rất là rõ xe nè anh chị ha. Trần cũng đã bọc bọc ni lông silicon anh chị ha. Cửa sổ trời chạy te te vi vu luôn. Đó, trời lực anh em nhìn nè, trời lực rất là nhẹ. Xe không một lỗi nhỏ anh chị nha, xe không có một lỗi nhỏ nào luôn nha anh chị nha. Đó, xuống. Đó. Để giật cabo cho anh em nghe phần tiếng máy nha. Tiếng máy với cấp xe. Tem bọng nhãn mát đầy đủ nè anh chị ha. Chắc nịch anh chị, chạy sướng lắm anh chị. Đó. Keo chỉ nữa nè. Đầy đủ hết. Đó. Phụ tùng theo xe cũng đầy đủ luôn. Đó, xe không cấn đụng nha anh chị nha, keo chỉ riêng cả xe nha anh chị nhìn nè. Anh em mua về sẵn đi thôi. Keo chỉ nữa nè, 100%. Rất là xuất sắc anh chị nha. Cái máy nổ nè anh chị, siêu em máy luôn. Đó. Máy nổ nè, không nghe tiếng động luôn anh chị nha. Keo zin luôn nè anh chị, zin tới mặt máy luôn nè. Cái xe này mặt máy còn zin luôn anh chị. Mặt máy còn ghi là máy số riêng luôn ha. Mặt máy chưa có dấu mở luôn mà. Xe chạy đúng 100.000. Mỗi xe còn cực kỳ tuyệt vời. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu anh chị nha. Đó. Để cách nhẹ cabo còn nguyên luôn. Tem bọng còn đầy đủ luôn chị ha. Đó. Cabo nè, keo chỉ cabo nè chị. Zin cả xe. Đó. Không lỗi nhỏ. Đó. Mỗi xe còn cực kỳ mới nha. Biển 94 Bạc Liêu, ngay chủ. Đó, anh em nào mua xem tên thì xem. Anh em nào muốn ủy quyền thì ủy quyền, nói chung anh em muốn sao cũng được, muốn gì cũng chịu đó nha. Đó, anh em xem thì cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới thôi. Địa chỉ cửa hàng anh em gõ Google là ra ha, còn số điện thoại là 0866 678971 Bến Tre. Đó, anh em nào quan tâm thì alo cho em, bên em thì có hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ trao đổi với bà con nè. Đó, giao lưu trao đổi bà con có thể mang xe cỏ đến để đổi với em, mang xe lớn tiền đổi với em vẫn được, mang xe máy đi đổi với em vẫn được luôn. Đó thì sau bán hàng có hỗ trợ bảo hành cho anh em, và hết bảo hành thì vẫn có đội ngũ hỗ trợ bảo hành tính phí. Đó, sửa chữa tính phí, nào nhẹ nhẹ là miễn phí. Đó, xe đẹp ưng ý, không ưng ý sẽ bớt cho vừa ý. À, rồi anh em nào có nhu cầu mà sau này có kẹt tiền muốn bán lại thì bán lại em mua luôn, hoặc anh em nào có nhu cầu kẹt tiền muốn cầm thì em cầm luôn. Đó, anh em nào xem được thì alo cho em Thành qua số 0866 678971. Anh em quan tâm thì bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn từ em Thành nha.